Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình phát triển hạ tầng giao thông đô thị ở thành phố Đông Hà. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, trên địa bàn thành phố Đông Hà hiện có 3 tuyến đường giao thông đã được phê duyệt với tổng vốn 20 tỷ đồng nhưng chưa được đầu tư, đó là đường nối Hùng Vương đến Hàm Nghi, đường nối Nguyễn Du đến làng Hòa Bình, đường nối quốc lộ 1A đến trường dạy nghề Song Hiếu. Bên cạnh đó còn có 4 tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng đang thực hiện nhưng đang thiếu vốn. Đặc biệt có 22 tuyến đường quan trọng chưa được đầu tư với tổng chiều dài hơn 48,4 km. Nhiều khu dân cư ở nội thành, đặc biệt ở các phường ven đô chưa có đường hoặc đường đất, do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế cũng như phục vụ dân sinh. Thành phố Đông Hà đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí, bổ sung vốn và nghiên cứu đầu tư. Làm việc với lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thành phố Đông Hà sớm trở thành đô thị loại 2. Trong đó về hạ tầng giao thông, giao thành phố xây dựng đề án, các sở ngành cấp tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để xin ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó về vốn, ngoài nguồn lực của tỉnh từ các chương trình dự án ngân sách địa phương, quỹ đất hoặc có thể vay vốn từ kho bạc để đầu tư, ưu tiên trước mắt là hoàn thành một số tuyến quan trọng và phấn đấu đến năm 2017 không còn đường đất. Khi xây dựng đường cần tỉnh đến kết cấu mặt nhựa phù hợp hoặc bê tông và làm hoàn chỉnh luôn cả vỉa hè, cây xanh. Sáng nay, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra việc xây dựng công trình phòng khám đa khoa khu vực Tà Rụt, huyện Đắk Rông. Phòng khám đa khoa khu vực Tà Rụt có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2017. Mục tiêu đầu tư là đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại địa phương và trong khu vực, đáp ứng điều kiện làm việc của cán bộ nhân viên. Công trình có quy mô 20 giường bệnh, được triển khai xây dựng từ tháng 8 năm 2015. Đến nay, nhà chữa bệnh đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng vào đầu quý 2 năm 2016. Hiện việc xây dựng công trình đang gặp một số khó khăn như mặt bằng thi công chật hẹp, vốn bố trí hàng năm còn hạn hẹp, đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Mai Thức đề nghị Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Trước mắt, đồng chí đề nghị đơn vị thi công tập trung hoàn chỉnh nhà khám chữa bệnh quy mô 20 phòng. Đối với các hạng mục còn lại như nhà hành chính, nhà cầu nối, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế, Sở Kế hoạch Đầu tư và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất lại về diện tích và sắp xếp các hạng mục xây dựng, trong đó ưu tiên những hạng mục thực sự cần thiết. Đồng chí Mai Thức chỉ đạo Sở Xây dựng quan tâm kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí vốn bổ sung thêm nguồn vốn để công trình đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng và phục vụ tốt cho công tác khám chữa bệnh cho bà con nhân dân trong hiện tại và tương lai. Chiều nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2015 triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2015, cán bộ công chức viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn ý thức trách nhiệm trong công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan đơn vị. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016, trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đề xuất biện pháp giải quyết một cách kịp thời các đề nghị, kiến nghị của cả cấp, cả ngành gắn với công tác cải cách hành chính, nắm bắt, cung cấp và xử lý thông tin, phục vụ kịp thời, hiệu quả, đầy đủ, chính xác công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó cần nâng cao chất lượng thẩm định và tham mưu của từng bộ phận trong văn phòng trên các lĩnh vực. Tại hội nghị, 4 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh đặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm qua. Về các nhiệm vụ đề ra trong năm 2016, đồng chí đề nghị cần thực hiện gắn cụ thể với các công tác trọng tâm của tỉnh, cần phải tăng cường hơn tính chủ động, nâng cao công tác tham mưu, dự báo,
đổi mới phương pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác với các sở, ban ngành. Thực hiện tốt hơn công tác tiếp dân, cải thiện việc tiếp dân để giúp lãnh đạo tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, giải quyết vụ việc. Mỗi cán bộ công chức, viên chức cần nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu trong tất cả các công việc, các bộ phận, tiếp tục xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016 của tỉnh. Chiều nay, Công an Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông 21 tháng 2 năm 1946, 21 tháng 2 năm 2016. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Quang Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Đoan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, Công an tỉnh Quảng Trị đã ôn lại truyền thống 70 năm chiến đấu anh dũng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông. Trải qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cả nước, lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Trị không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Trị anh hùng, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đất nước hòa bình. Đây cũng là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an Quảng Trị. Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Trị là lực lượng nòng cốt, xung kích đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên bám tuyến, bám đường, tuần tra kiểm soát, liên tục mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, góp phần tích cực làm giảm số vụ trọng án xảy ra trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quang Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp của lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Trị cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong 70 năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cảnh sát giao thông Quảng Trị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng xây dựng lực lượng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới. Phát huy vai trò để tham mưu có hiệu quả cho Công an tỉnh về các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Truyền, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2016 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo kế hoạch, năm 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị sẽ tiếp nhận 270 chiến sĩ mới vào huấn luyện tại Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành chỉ đạo bố trí lại đội ngũ cán bộ huấn luyện vừa đủ về số lượng, đồng thời đảm bảo về chất lượng, tổ chức sắp xếp lại nơi ăn nghỉ cho bộ đội, tổ chức tập huấn thống nhất nội dung cho cán bộ từ tiểu đội trưởng lên đến cán bộ đại đội, đầu tư 250 triệu đồng để nâng cấp sửa chữa các công trình, củng cố, làm mới hệ thống thao trường, bài tập và làm mới hàng trăm mô hình học cụ, tổ chức thành lập tổ giáo viên quân sự và chính trị, tiến hành soạn thảo và thông qua giáo án bài giảng của tháng đầu huấn luyện. Qua kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Truyền, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đã biểu dương tinh thần nỗ lực phấn đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842 trong việc khắc phục mọi khó khăn để làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới và triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2016. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế mà đơn vị cần phải khắc phục để triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam hiện chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika. Song nước ta lưu hành bệnh sốt xuất huyết cùng với muỗi Aedes là muỗi truyền virus Zika. Hơn nữa, virus Zika hiện đã xuất hiện tại một số nước Đông Nam Á, nên nguy cơ virus Zika xâm nhập vào nước ta thông qua du lịch, nhập khẩu hàng hóa và nhiều con đường khác là hoàn toàn có thể. Triển khai tốt các hoạt động kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế là một trong những khuyến nghị đầu tiên của Bộ Y tế đối với các địa phương, ghi nhận tại cửa khẩu quốc tế La Lai và cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Trong ngày hôm nay, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã có nhiều đoàn du khách vào Việt Nam. Các hành khách được theo dõi thân nhiệt qua máy đo thân nhiệt từ xa nhằm phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện sốt, viêm đường hô hấp cấp không rõ nguyên nhân. Các ngành thì làm bên việc dịch tật cá thì nhân dân cũng yên tâm để qua lại cửa khẩu hoặc là đi các mọi việc khác. Hiện nay tại cửa khẩu La Bảo, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Ban quản lý cửa khẩu để tiến hành giám sát và tăng cường các biện pháp tuyên truyền cho người dân và cán bộ ở khu vực địa bàn cửa khẩu, và lưu ý những hành khách
mà họ đi ở và đến từ cái vùng đang xảy ra dịch Zika. Nếu phát hiện những cái trường hợp có sốt trên 38 độ C thì chúng tôi tiến hành cách ly, theo dõi và chuyển tuyến điều trị theo đúng quy định của Sở Y tế. Mỗi ngày du khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khoảng 100 người, ngày cao điểm lên tới 400-500 người. Tại đây, lực lượng kiểm dịch y tế đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Đến nay, chưa có trường hợp nào được ghi nhận. Tại cửa khẩu La Lay, những ngày này, lượng khách du lịch quốc tế làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế này tăng mạnh. Bà Maria, quốc tịch Argentina, sau khi đi qua các nước Đông Nam Á đã đến cửa khẩu quốc tế La Lay vào sáng ngày 18 tháng 2. Theo bà, tại nước mà bà đã đi qua chưa thể triển khai công tác kiểm dịch. Riêng tại Việt Nam được tiến hành khá kỹ, khiến bà và các thành viên trong đoàn du lịch an tâm hơn. Tôi đã đi qua các nước Australia, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào và bây giờ là Việt Nam. Tôi đánh giá việc kiểm tra này là rất quan trọng. Việc kiểm tra này rất tốt cho sức khỏe hành khách du lịch. Theo thống kê của cán bộ chức năng tại cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, trong những ngày này, lượng người đến cửa khẩu này làm thủ tục xuất và nhập cảnh vào Việt Nam khoảng 2.500 lượt, trong đó có khoảng 100 đến 200 khách du lịch người nước ngoài qua nước Lào rồi nhập cảnh vào Việt Nam. Kiểm dịch y tế La Lay tổ chức giám sát dịch bệnh bằng cách nhất là đo thân nhiệt, thứ hai giám sát từ xa và khám sàng lọc những ca nghi ngờ mắc bệnh để có biện pháp cách ly kịp thời, tránh lây lan cho cộng đồng. Bên cạnh kiểm tra người nhập cảnh vào nội địa Việt Nam, công tác khử trùng, diệt khuẩn tại các loại phương tiện vận chuyển hành khách cũng như hàng hóa khi nhập cảnh qua cửa khẩu này cũng được các cán bộ chức năng tiến hành một cách kỹ lưỡng và nhanh chóng. Thưa quý vị và các bạn, qua các phóng sự vừa rồi đã ghi nhận việc tăng cường công tác kiểm dịch tại hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay. Cùng với đó, ngành y tế Quảng Trị sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ như thế nào để người dân không chủ quan trước dịch bệnh do virus Zika là vấn đề mà phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi cùng với ông Mai Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị. Xin chào ông. Thưa ông, thì theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, thì hiện nay tại cửa khẩu quốc tế La Lay và cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, công tác kiểm dịch y tế cũng đang được tăng cường. Thì cùng với đó, thì ngành y tế đang triển khai những cái nhiệm vụ gì ạ? Thực hiện những công điện của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika, thì trong thời gian vừa rồi thì Sở Y tế cũng đã thực hiện một số cái nhiệm vụ và chỉ đạo cái Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế là tăng cường công tác kiểm dịch, đặc biệt là lưu ý đối với những người từ vùng có cái dịch trở về, kê khai cái y tế và chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe là phối hợp với các cái đơn vị liên quan để mạnh cái truyền thông phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu cũng như là tại cộng đồng, và đặc biệt là lưu ý tại cửa khẩu thì tăng cường cái truyền thông đối với những cái người phụ nữ mang thai và cũng khuyên là không nên đến cái vùng có dịch lưu hành hiện nay, và chỉ đạo các cái bệnh viện, các cái đơn vị y tế dự phòng là chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất để mà xử lý cái tình huống khi có dịch xảy ra, và đồng thời là thường xuyên giám sát theo dõi trong bệnh viện cũng như tại cộng đồng, nếu có những trường hợp nghi ngờ thì là báo cáo kịp thời để có cái tình huống xử lý, và tăng cường cái hoạt động phòng chống tại cộng đồng tương tự như phòng chống sốt xuất huyết để hạn chế cái sự phát triển của muỗi Aedes là cái loài muỗi mà truyền cái dịch bệnh do virus Zika, và chỉ đạo các cái đơn vị trong công tác là khai báo và thông tin báo cáo kịp thời đối với những cái trường hợp nghi ngờ để các cái cơ quan liên quan có cái biện pháp xử lý. Thưa ông, và trong thời điểm này thì ông có đưa ra những cái khuyến cáo gì giúp cho người dân phòng chống các cái dịch bệnh hiệu quả cũng như không quá lo lắng trước cái dịch bệnh này ạ? Xin mời ông ạ. Hiện nay thì trên phương tiện thông tin này chúng cũng có rất là nhiều cái thông tin, đặc biệt là trên cái đài truyền hình trung ương cũng đã phân tích cái vấn đề này. Tuy nhiên hiện nay cái nguyên nhân chính thức cũng như là cái mức độ lan truyền và cái ảnh hưởng của nó cũng vẫn là chưa được rõ ràng, cho nên chúng tôi khuyến cáo người dân trước mắt thì chúng ta còn tập trung cái công tác vệ sinh môi trường và phòng chống như là cái phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, chứ chưa có vấn đề gì là trầm trọng xảy ra để mà hoang mang trong cộng đồng. Khi mà người dân có nhu cầu tìm hiểu các thông tin chính thống thì nên đến các cái cơ quan y tế gần nhất
và cái cơ quan mà nắm cái thông tin đầy đủ nhất là Trung tâm Tế dự phòng và Phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế để mà nắm bắt được cái thông tin chính thống. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Với tất cả những gì mà ngành chức năng đang triển khai, có thể nói tỉnh Quảng Trị cũng đã vào cuộc tích cực, không chủ quan trước dịch bệnh do virus Zika, góp phần cùng cả nước ngăn chặn không để virus nguy hiểm này xâm nhập vào Việt Nam. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang có văn bản gửi Cục Sở hữu Trí tuệ và đề nghị sử dụng tên địa danh Hải Lăng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể gạo Hải Lăng. Trước đó, nhằm củng cố phát triển sản phẩm đặc sản của địa phương và khai thác giá trị sản phẩm hàng hóa, đồng thời nâng cao thu nhập cho nông dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý cho phép Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp Kim Long được phép sử dụng địa danh Hải Lăng để tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể gạo Hải Lăng. Hàng năm, huyện Hải Lăng gieo trồng lúa với diện tích trên 13.000 ha. Điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt nên một số giống lúa ở địa phương này cho sản phẩm gạo có chất lượng cao, uy tín trên thị trường và là sản phẩm hàng hóa chủ lực của huyện Hải Lăng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự 20 giờ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.